Kính thưa quý vị thân mến, rất nhiều ca sĩ đã xuất hiện trong chương trình của chúng tôi. Ca sĩ đàn anh có, đàn chị có, những ca sĩ huyền thoại có, những ca sĩ trẻ có. Và ngày hôm nay cũng là một ca sĩ trẻ. Đây là một chàng trai vô cùng đẹp trai và đặc biệt là rất nổi tiếng ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Là một cậu bé còn trẻ tuổi nhưng mà tài năng đã khẳng định được rất nhiều sáng tác hay, rất nhiều bài hát hay. Và ngay bây giờ là sự xuất hiện của nam ca sĩ khuôn mặt Hàn Quốc Baby, ca sĩ Chi Dân. Không chỉ sở hữu một giọng hát đặc biệt, Chi Dân còn được biết đến với vai trò là một nhạc sĩ liên tục tạo ra nhiều bài hit đình đám cho chính mình cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Với vẻ ngoài điển trai cùng dòng nhạc pop và ballad bắt tai đang theo đuổi, Chi Dân là một trong những ca sĩ có lượng fan hâm mộ trẻ tuổi vô cùng hùng hậu hiện nay. Chính điều đó cũng là một bất lợi cho anh khi nhận được số lượng đăng ký tham gia chương trình đông đảo từ khán giả. Liệu rằng ngày hôm nay kỷ lục người ra về sớm nhất tại chương trình có được lập ra? Nếu 22 lượt bình chọn thuộc về Chi Dân, có nghĩa là Chi Dân sẽ dừng lại ngay tại vòng thi thứ hai. Và 22 lượt bình chọn quả thật đã thuộc về Chi Dân. Chi Dân cảm thấy rất là tự hào khi được là thần tượng của các em và được các em giả giọng rất là giống mình. Mình nghĩ là mình là một cái gì đó nó truyền lửa cho các em để các em có thể là phấn đấu càng ngày tốt hơn và có thể đi theo con đường ca hát của mình. Ca hát thì chừng mình làm một cái nhiều đó cho bạn mọi người bè cũng biết nhận ra. Vì đàn hát chứ đàn hát cứ là biết rồi đó. Đúng không quý vị? Thể hiện ba hành động mà để thể hiện với fan của mình. Thứ nhất là đây nè, đây nè, đây là thứ hai ba. Ngày mình chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hòa hợp. Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh. 1 2 3 4 em có lắm lý do để ta xa rời. Thật ra em có một người mới, nhưng ngày dòng chơi em đã khiến con tim anh như rồi bận. Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống. Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng. Thật ra em không càng mây số không. 1 2 3 4 ngày có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy? Có chăng thì không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng? Nhìn từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa và phai phôi. Oh, 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 oh. 1 2 3 4 năm có lẽ ngẫu nhiên anh chỉ nhớ em dài cờ anh sai lầm. Em cũng đã có một tình yêu mới chẳng anh chẳng tin một ai nữa. Có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy?
cảm ơn Dân đã xuất hiện trong chương trình Ca sĩ mặt. Và đến với Dân không phải một mình Dân, rất nhiều những người bạn đồng nghiệp. Xin giới thiệu diễn viên MC Quỳnh Chi, ca sĩ Hằng Ping Pong, ca sĩ Eddie Trần. Diễn viên hài đẹp trai Anh Đức. MC Minh Xu. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Hôm nay là những người bạn, những người đồng nghiệp thân thiết hả Dân hả? Dạ đúng rồi anh. Em tự tin là em hát là họ sẽ bao nhiêu phần trăm nhận ra em? Em nghĩ là sẽ nhận ra, tại vì giọng nói em với giọng hát em nó cũng giống giống tương tự với nhau. Em tự tin vào những người bạn này cho nên em mới mời đó. Nếu không có tự tin ai mà dám mời hết trời. Bình thường cái giọng Chi Dân hát với lại nói chuyện giống nhau, nhưng mà em khẳng định một điều là chơi thân Chi Dân nhiều là cái giọng Chi Dân nói chuyện ngày thường không phải giống vậy đâu. Kỳ lắm, giọng bình thường của Chi Dân bựa lắm. Đâu bựa thử coi. Cái đó là bị bệnh chứ bựa gì. Dễ thương ghê. Đẹp trai không? Quá đẹp trai hả? Tóc tai ăn mặc y chang Hàn Quốc đúng không? Quá đẹp trai. Rồi nói nhiều được anh ơi, nói ra nhiều cái không hay đâu. Đâu mà đang vô chương trình mà, đâu có nói gì đâu. Sợ anh... nói ra mấy câu như là tốt rồi mấy câu sau thấy mấy điều xấu xấu không em? Không có. Em sợ lắm. Không, đang nói nghiêm túc mà. Dạ. Nó thật lòng chứ ông trời cho em làm ca sĩ là đúng. Sao? Nói chuyện không mắc cười. Có hàng triệu khán giả trẻ đang xem em, đặc biệt là những bạn gái ở dưới đồng bằng sông Cửu Long mê à, lắm. Sao anh biết? Trời ơi, anh đi diễn anh gặp em hoài mà, mỗi lần anh vô là ở dưới hú Chi Dân xuống đi đó, nhớ không? Thôi bỏ qua đi, ha, bỏ qua. Bây giờ là vòng đầu tiên này chúng ta sẽ có 5 thí sinh và Chi Dân cùng bước vào các ô cửa vị trí không ai biết. Khi âm nhạc cất lên, đèn ở ô nào bật sáng, chúng ta lắng nghe, sau đó bình chọn cho vị trí mà chúng ta nghĩ rằng hát không giống Chi Dân nhất và người không giống nhất sẽ bị loại ở vòng đầu tiên. Và ca khúc được chọn cho vòng này được mang tên Mất Trí Nhớ. Một mùa xuân anh nghĩ về em, một mùa hạ anh nhớ về em, một mùa thu anh yêu em rất nhiều, và mùa đông anh lại không nhớ em. Cái bài này giống chuyện bốn mùa quá ha. Xuân hạ thu đông rồi, giống như ba thời tiết ha. Cái bài này là bài đầu tiên hả? Lần đầu tiên em ra MV của khi mà vào công ty Avatar. À. Dạ. Là cái khúc debut, xong rồi mới tiếp theo mới đến các khúc khác. Nhưng mà trước cái khúc này là đã có sáng tác nhiều bài chưa? Dạ có rồi, nhưng mà em chưa công bố. Lúc đó là còn trong công ty cho nên là công ty ém lại để khúc sau bung ra. Là công ty em lại để khúc sau bung ra. Nhưng mà công ty chưa kịp bung là em bung công ty. Cái bài này là ý nghĩa là gì em? Mất trí nhớ là sao mà nói bốn mùa là sao? Thật sự em nghe em cũng không hiểu, nhưng mà tại vì melody nghe rất là bắt tai cho nên là em sẽ hát. Anh Giang phải coi lại cái bài hát này á, vào Việt Nam Idol mà mùa đầu tiên á. Đúng rồi. Có một cái chàng trai lên trình bày bài hát này nhưng mà là cái phần thô thôi. Thì sau đó Chi Dân mới lấy cái bài này về xin phép là và hát lại một cái phần full luôn. Nó khác hẳn hoàn toàn. Sau đó thì em về em xin phép cái bạn đó, xong rồi em viết thêm một đoạn nữa. Rồi em sửa ca từ và sửa tất cả melody trong này, nó thành một bài hát hoàn thiện. Nhưng mà cái vấn đề là khi em hát lại thì các bạn có chấp nhận nhiều không? Hay là vẫn có một số gọi là không thích? Hay là... Có chứ anh, chấp nhận hết để mới được đứng đây. Chứ nếu mà ném đá chắc em không thể nào mà đứng mãi trong lòng khán giả đến bây giờ được, đúng không? À, vậy là cái quan trọng đâu phải là do cái bài vài chỉnh sửa mà do người hát nữa. Hát hay hơn nữa nó khác chứ, đúng không? Dạ. Chứ cái bài này mà đưa anh Đức hát là chết quá. Để nhân vật chính đi, hôm nay để nhân vật chính thôi. Hôm nay để người ta sợ em lu mờ đó. Ghê, nhiều tài năng hay lắm. Thiệt, lát nữa đi, nếu mà có cơ hội bật mí sau. Còn cái bài này á, rất nhiều bạn thuộc và hát theo, nên là có cái khả năng giả giống là rất là nhiều. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời vào bên trong Mất Trí Nhớ. Và ở trong vòng thi đấu đầu tiên, chúng ta lắng nghe và bình chọn cho vị trí chúng ta nghĩ rằng vị trí đó hát không giống Chi Dân nhất. Xin mời âm nhạc. Một mùa xuân anh
mùa hai anh nhớ về em. Một mùa thu anh yêu em rất nhiều, và mùa đông anh lại không nhớ em. Một thư nữa anh nghĩ về em, một ngày nữa anh nhớ về em. Một tháng nữa anh yêu em rất nhiều, và năm nữa anh lại không nhớ em. Ngày anh khóc đêm nguyện cầu, nhìn ngày tháng nỗi buồn trong ai không thể nào nhớ những gì. Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em. Cảm giác đó trong lòng anh, và chỉ nhớ trái tim của anh. Chẳng thể nào nhớ được gì. Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em. Cầu mong em sẽ nhớ được ai. Cảm giác đó trong lòng em, và chỉ nhớ trái tim của anh. Không thể nào nhớ những gì. Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em. Không thể nào nhớ những gì. Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em. Thời gian bắt đầu cho chúng ta bình chọn, xin mời. Thời gian kết thúc. Nguyễn Đình Vũ nghĩ rằng vị trí này hát không giống Chi Dân. Nghe thì cái hơi nó hơi có cái độ già già, mà chắc cái mặt không có được đẹp trai là chắc xấu xáo. Em hình dung, em tưởng tượng được vậy. Minh Dù. Em cũng đồng quan điểm với cả anh Vũ là xấu xấu. Bởi vì cái giọng của Chi Dân thì em thấy cái độ ngân phần sau á thường ít lắm. Ít khi nào Chi Dân ngân lắm. Còn xấu xấu là hát rất ấm mà ngân rất là nhiều nữa. Cho nên em nghĩ là xấu xấu không phải. Hàng Bin Bông, em chọn số mấy? Em nghe giọng Chi Dân ở ngoài rất là nhiều, nghe nhạc cũng có. Nhưng mà lần đầu tiên em nghe mà giống như là tất cả các cửa đều giống y nhau, không khác một tí nào hết. Nhưng mà có đúng một duy nhất một lần là ở cái cửa số 6, là hai lần sáng đèn. Thì lần đầu tiên thì có một chút hơi khác một tẹo, nhưng mà đến lần thứ hai thì lại rất giống. Thì thôi thì em sẽ lấy một cái cửa gọi là mong manh nhất là số 6. Quỳnh Chi chọn số mấy? Khi mà em nghe ba cánh cổng 1, 2, 3 thì sự là em hết hồn luôn á. Tại vì quá giống nhau, chỉ có cái cộng 4, 5, 6 thì từ từ thấy có vẻ hơi đi xa chút xíu. Nhưng mà thực sự là cả năm bạn ngày hôm nay á, em cảm nhận là đều hát rất là hay và hát giống Chi Dân. Bạn số 6 là bạn chỉ xui thôi, tức là bạn bị phân cho cái câu mà, cái câu gọi là cái câu chốt, cái câu lên để nghe cái ngân dài hơn thì mới bị lò ra chút xíu. Nên là bạn số 6 hơi bị thiếu may mắn, em cũng chọn số 6 luôn. À, chọn số 6 luôn. Đức chọn số mấy? Bình thường nghe giọng Chi Dân rất nhiều, nghe Chi Dân hát rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay sáu người này mở lên gần như là nó giống giống nhau hết, thiệt sự. Và Đức cũng có đồng quan điểm với các bạn này là thấy số 4, số 5, số 6 nghe nó hơi khác chút. Nhưng mà mấy bạn chọn số 6 mà riêng Đức chọn số 4. Số 4. Vậy đó cho nó lạ. Eddie chọn số mấy? Đặc điểm của Chi Dân rất là điệu. Số 4, 5, 6 thì ba bạn này lại không có cái điệu đó của Chi Dân. Thì em nghĩ là số 5. Vậy em nghĩ Chi Dân đang đứng số mấy? Em nghĩ là số 1. Em cảm nhận Chi Dân của em đứng số 3. Tôi nói là Chi Dân đứng ở số 1. Em cũng nghĩ là số 1. Em nghĩ là số 3. Em nghĩ số 3 rồi. Bây giờ là hai phe anh. Một bên số 1, một bên số 3. Có bên còn hàng, hàng số mấy? Từ nãy giờ mọi người chọn 1 với 3 rồi đúng không? Chứ em chọn một. Số 2. Ok. Rồi, mọi người có cảm nhận riêng.
Nói chung là mình chọn Chi Dân là chọn cho vui thôi. Bị vòng này á, là chúng ta đi tìm người hát không giống nhất. Tuy nhiên trong cái vui nó có cái buồn. Bạn mình đứng trong đó mà ngoài này mình chọn người ta buồn chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bình chọn. Có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi giọng hát? Xin mời. Vị trí số 1, anh Đức SD và Quỳnh Chi nghĩ đây là Chi Dân. Chúng ta chờ xem bao nhiêu lượt bình chọn. Đây là vị trí số 2. Vị trí này Hằng Vinh Bông tin là Chi Dân. Vị trí số 3, Minh Xù, Nguyễn Đình Vũ nghĩ rằng đây là Chi Dân. Vị trí số 4, anh Đức chọn. Vị trí số 5, SD chọn là không giống Chi Dân nhất. Và vị trí cuối cùng, tất cả những người còn lại đều chọn hát không giống Chi Dân. Hãy chờ xem. Đây là vị trí phải dừng lại. Chúng ta hãy chờ xem đó phải là Chi Dân hay không. Xin mời mở cửa phải dừng lại. Trời ơi, đẹp trai quá. Bài đầu tiên nên hơi bị áp lực, nghe không tự tin lắm, nhưng mà không sao, cuộc chơi mà. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm Chi Dân bước ra từ vị trí nào. Em bây giờ là không học bằng ở dưới kia đâu. Bây giờ chúng ta sẽ mở ô cửa có sự hiện diện của ca sĩ Chi Dân. Sao kéo lại vậy Dân? Buông tay ra đi em. Buông tay ra. Sắp kỳ vậy. Buông tay ra. Trong 6 người, chỉ có 3 người là đoán trúng. Cái giọng tôi vậy mà nhận không ra. Thật sự là 1, 2, 3 rất giống Chi Dân luôn. Số 1, 2, 3 rất giống. Lúc đầu Minh Sù có nói là số 1 hoặc số 2, nhưng sau đó lại bị Vũ kêu gọi, dụ dỗ mình chọn số 3. Nói nghe nè, thực sự không cần phải giải thích. Tại vì trong chương trình này thì là bạn thôi, chứ ngoài đời Chi Dân cũng không có ưa hai người đâu, hiểu không? Cái giải thích tốt nhất là đoán trúng vòng sau. Bây giờ mình cùng gặp gỡ chàng trai nè. Đây, giống giống nhau ha, nhìn cái size á. Cái xì tai giống giống nhau. Ừ. Người mặc áo vàng, người mặc áo đỏ. Đây, bật mí, tên tuổi. Ồ, em tên là Xuân Lực ạ. À. Xuân Lực. Em đang là người mẫu ảnh tự do. Mình à, năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 26 ạ. Trời, mê hát lắm hả? Hơi mê. Có đi hát ở đâu chưa? Dạ chưa. Cái này sân khấu đầu tiên em. Đây là sân khấu lớn đầu tiên mà dạ, em đứng trình diễn hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Thôi không sao, bây giờ đến đây là vui rồi. Bây giờ mình hát một bài, tùy em, muốn hát bài gì cũng được. Giọng gì cũng được, hát giống anh Đức cũng được, hát giống Quỳnh Chi cũng được. Với chương trình em xin gửi tới quý vị khán giả, anh Chi Dân, anh Trường Giang và mọi người ca khúc Thương Mấy Cũng Là Người Dân ạ, sáng tác của anh Khang ạ. Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại khi lòng em đã chia hai, vì anh đã biến anh không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quên nhau rồi quên. Phút vui ngày xưa sau này buồn tới, vì người chẳng muốn kiên tâm gần đến. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng, lòng người giờ xa băng hơn mùa đông. Những ân tình xưa xem như bằng không, lạnh lùng mình bước qua như người dưng. Chúng ta
giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Dân, em thấy bạn hát sao? Quá tuyệt vời. Xàm rồi đó, tới giờ xàm rồi đó. Không giống còn... em nhiều thôi. Có thể là do bạn bị rung thôi. Nhưng mà thực sự ngồi dưới nghe rất là hay, nghe rất là truyền cảm. Có điều là bạn không tự tin trên sân khấu thôi. Cách hát sao, cầm micro sao, đứng sao chị... à. Em đứng, em cứ... Ok, ok. Hát luôn cái bài sai đó. Sai thôi. Hát luôn cái bài đó có lợi. Quay tự tin lần à. Cùng nói không sao nhưng đã biết bao em lần. Em đừng có cười. Nhìn em đâu. Nhìn cái lòng mặt em này mắc cười. Đau lắm nhưng không thể nói coi lòng ơi. Tự tin đã, tự tin đã. Bây giờ chỉ vài chiêu tự tin liền. Nhưng mà nói nghe nè. Mình hát, mình phải mở mắt ra. Lỡ cà chua lên mình chạy kịp. Thấy không? Hát mà cứ nhắm mắt không vậy? Mở mắt ra. Nha, nhớ thoải mái chưa? Rồi rớt rồi. Rồi lát mình gặp nhau phần cuối chương trình. Ok, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. À, kính thưa quý vị thân mến, vòng 1 là một thí sinh phải dừng lại rồi. Trước khi vào vòng 2 thì hỏi em luôn một câu là cái tên Chi Dân là sao, ở đâu ra và ý nghĩa như thế nào? Thì cái tên Chi Dân này đơn giản là tại do em thích tên Dân cho nên em lấy chữ Dân. Còn chữ Chi là em thích Quỳnh Chi hả? À. Chữ Chi là tại vì em ghép rất là nhiều tên với nhau rồi. Nó không có ý nghĩa với chữ Dân. Thường thì chữ Dân thường chỉ đi chung với Bình Dân, rồi Người Dân, rồi Nhân Dân này kia, nghe nó rất là sến, nghe nó kỳ lắm. Cho nên là em không có lấy mấy tên đó, cho nên em lấy chữ Chi. Trong cái tiếng Hán Việt, Chi Dân có nghĩa là triệu người, muôn vạn triệu người, có nghĩa là em là người của công chúng, thì lấy cái tên đó nó có ý nghĩa hơn. À, bây giờ nếu em thích chữ Dân, anh Đức sẽ kiếm một chữ lót trước chữ Dân cho em. Tên nếu mà anh Đức đặt thì anh Đức đặt không có một cái tên bình thường đâu. Chẳng hạn như là Dân thì phải lấy là Mỹ Dân. À, nghe nó dễ thương phải không? Còn không là Lệ Dân. Không thể đặt mấy tên gì đó mà. Đâu? Cho bạn ấy đặt tên cho em mà trước khi đi hát chắc nãy giờ mấy bạn nữ thi chung với em chứ không phải nam đâu. Khỏi đi, lấy Chi Dân là hay rồi. Chi Dân là ok nha. Chi Dân là hay rồi. Bây giờ sẽ là một bài hát Chi Dân đã viết và hát nói về người bạn gái cũ. Ca khúc được mang tên Người Tôi Yêu. Người tôi yêu tình giấc vào lúc trưa hay ban chiều, và thường có thói quen thích nuông chiều. Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ, vì em thôi nay vẫn còn ngây thơ. Tới thời điểm này thì em viết được bao nhiêu bài rồi? Tính luôn tầm 30 mấy 40 bài. Cái bài mà em viết lâu nhất là bao nhiêu lâu và bài đó là bài gì? Viết lâu thì có bài Anh Không Sao Đâu nè. À, viết công tâm có một tháng mấy đó. Một tháng mấy. Dạ, dạ. Còn... em nghĩ chưa có, nó chưa, đôi khi là em viết em nghĩ đến đó nhưng mà em nghĩ nó chưa có sâu sắc, cho nên là em cứ bỏ những cái suy nghĩ đó đi, em bỏ rồi em đi chơi vu vơ lo lo, em nghĩ tới thì em nghĩ sẽ có những cái ý tưởng nó hay hơn để em trao dồi với bài hát đó, cho nên là nó lâu là vậy á. Cái bài mà viết nhanh nhất là bài nào? Anh Muốn Em Sống Sao. Viết trong tầm 2 tiếng là xong rồi. Đó là do em có tâm trạng á. Tâm trạng gì kể nghe coi. Buồn. Thì lúc đó em nói chung là đang bị thất tình á, cho nên là bị bỏ đó, bài hát là bị bỏ đó. Đẹp trai hát hay sao không ai chịu trời. Chắc tại em do em vô duyên quá cho nên nó không chịu. À, cái này đúng nè, cái này đúng. À, bây giờ thì các bạn ở trong đã chuẩn bị Người Tôi Yêu. Không biết là các bạn có cảm xúc giống như em khi hát lại bài này hay không. Nhưng mà các bạn chủ yếu là tập cho giống em thôi. Bây giờ là ca khúc Người Tôi Yêu. Xin mời. Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim nhớ hoài, dù là trong giấc mơ. Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai, vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai. Người tôi yêu tình rất vào lúc trưa hay ban chiều, và thường có thói quen thích nuông chiều. Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ, vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ. Nếu một ngày
chẳng thể dỗ dành, thì xin ai kia hãy không với những cảm thông của chính mình. Em sẽ nhìn khác, em sẽ cười thôi, vì người tôi yêu dần dối nên mi tương như vậy thôi. Nếu hai người là có những cái vã chẳng thể giải hòa, thì xin ai kia nhận lỗi dấu nỗi ấy chẳng phải do mình. Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi. Yêu em lâu rồi. Thời gian dành cho bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn kết thúc. Hàng Quý Con, em chọn số mấy hát không giống Chi Dân? Đã rất là cố gắng giữ điềm tĩnh để nghe được những đoạn đầu tiên, và có thể chắc chắn 80% đó là người không giống Chi Dân nhất là số 1. Chắc chắn luôn, không sai. Số 1 là giọng hơi yếu. Cái bài này cần cái đoạn cao là phải đẩy cái hơi lên rất là mạnh và rất là sáng. Mà số 1 thì hơi nhẹ. Vũ chọn số mấy? Chọn hát không giống Chi Dân thì chắc là số 1 rồi đó anh. Bây giờ cất tiếng hát lên là tim em nhoi nhoi, nhưng mà cái độ tự tin của em nó đã bị giảm đi đáng kể so với giờ mà trước nên... Đức chọn số mấy? Cái người mà hát không giống Chi Dân là em nghĩ số 2 là không giống nhất. Tại vì cái đoạn, ngay cái đoạn mà em thôi dần dối, em sẽ cười thôi, bạn đó hát cái giọng yếu lắm. Còn Chi Dân cái chỗ đó là cái hai chữ cuối dối với thôi nó bắn lên ghê lắm. Này, nghe cô gái Quỳnh Chi nói chuyện nè. Em nghĩ là cái chuyện mà không giống Chi Dân thì sẽ khó chắc chắn lắm. Tại vì theo cảm quan của mỗi người thôi, em nghĩ các bạn cố hết sức rồi. Nhưng mà em cũng thấy bạn số 2 là không giống. Eddie chọn số mấy? Em cũng như mọi người, em chọn số 1. Nhạc sĩ này, hỏi nhạc sĩ câu nè, Chi Dân ở số mấy? Số 5. Cái sự tự tin của cái số 5 khi mà cất cái tiếng hát lên nghe nó khác hẳn. Nó lớn hơn hẳn so với những người lớn số khác. Mà những cái độ nhã chữ nó rất là cứng cáp. Tức là tất cả mọi người đều nghĩ là số 5. Đúng rồi, số 5. Số 5. Số 5 là Chi Dân á. Các cô các cậu tưởng là các cô cậu đang đúng à? Anh là em áp lực. Bây giờ nhìn Chi Dân đang khóc nè. Đây, hãy nhìn vào ống kính. Đâu có khóc đâu, đâu có khóc. Đón mình số mấy vậy? Số 5 hả? À? Như là mấy bạn trật rồi đó. Mình ở số 7 cơ mà. Cảm ơn Chi Dân. Tất cả là đáng số 5. Nếu bây giờ Chi Dân bước ra từ vị trí không phải là số 5 thì sao? Bây giờ nếu mà Chi Dân bước ra vị trí không phải số 5 thì em đi về trước. Tại vì anh Đức đang giữ chìa khóa xe của Chi Dân. Đúng rồi. Yeah. Thôi bây giờ vậy, thắng thua nó có xá gì bằng cái tình nghĩa bạn bè mà không nhận ra nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nửa bài hát còn lại. Và Chi Dân bước ra từ vị trí số mấy? Nửa bài hát bắt đầu. Vào lúc trưa hay ban chiều, và thường có thói quen biết nương chiều. Mong người kia sẽ hiểu, không hay dần hơn vu vơ, vì em tôi vẫn chưa hết ngây thơ. Nếu một ngày em đã có suốt bước trong thế giới này, thì xin ai kia hãy không bao giờ phản bội của chính mình. Em sẽ đừng khóc, sẽ cười thôi, vì người tôi yêu dần dối nên mít ướt như vậy thôi. Nếu hai người là có những cái vã chẳng thể giải hòa, thì xin ai kia nhận lỗi sau lỗi ấy chẳng phải do mình. Em thôi dần dối, em sẽ cười thôi, vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi. Sướt mưa chẳng thể dỗ dành, thì xin ai kia hãy khóc khóc cùng em. Em sẽ buồn quá, em sẽ cười thôi, vì người tôi yêu dần dối đến biết tưởng như vậy thôi. Cười thôi, vì người tôi
Đúng là không có gì là không thể. Nhìn kỹ mặt từng bạn đúng không? Ở trong kia hồi nãy đổi buồn với nhau nè. Chắc chắn đúng luôn, không? Đổi phòng. Đổi buồn rồi. Quá buồn. Đón sao ngay số 5 đi trời ơi. Em chơi bạn phải lựa bạn mà chơi chứ. Chuyến này nghỉ chơi chơi với anh Giang luôn rồi. Wow. Đừng như thế nữa. Anh Giang, em thay mặt đồng đội của em khẳng định lỗi của chương trình. Đúng không? Vì rõ sao? Ràng. Vì 5 cái micro tự nhiên chỉnh cái micro số 5 lớn nhất. Các chị sai rồi, các chị chống đối cái gì nữa. Tụi em cố tình làm như vậy để gây kịch tính cho chương trình. Không cần. Oh. Không cần. Chương trình chúng tôi nếu không kịch tính thì không tồn tại 3 mùa. Nghỉ, được. Nghỉ chơi luôn đi. Ừ. Chơi gì cái bạn bè gì nói miệng không. Lúc hát chả biết gì. Rồi vậy là anh làm ban giám khảo được rồi. Đó. Thấy bây giờ bạn không... ở đây lên làm MC đi. Thôi bớt nói đi em. Bây giờ có một điều đặc biệt nữa. Lượt bình chọn mỗi người cách nhau một phiếu từ 18 tới 22. 18 lượt bình chọn đã thuộc về vị trí số 5. Mười chín lượt bình chọn vị trí số 4. Đáng lẽ là 20 lượt bình chọn nếu cấp độ tăng dần. 18, 19, 20 là ở đây đúng không? Không hề. 20 lượt bình chọn thuộc về vị trí số 2. Còn lại 21 lượt bình chọn và 22 lượt bình chọn. Nếu 22 lượt bình chọn thuộc về Chi Dân, có nghĩa là Chi Dân sẽ dừng lại ngay tại vòng thi thứ 2. Và 22 lượt bình chọn quả thật đã thuộc về Chi Dân. Anh nói mà đèn không sáng lên được luôn. 22 lượt bình chọn thuộc về Chi Dân. Đèn sáng. Đèn sáng rồi, chưa có số, chưa hiện số, chưa hiện số. Hiện số. Chưa tới giờ sổ số. 22 lượt bình chọn thuộc về Chi Dân. Ôi số 1. Ủa là sao? Bây giờ là chọn cho em hay là chọn em loại? Đứng đây chờ đi. Như vậy là mình không may mắn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn thí sinh, các bạn vào trong chuẩn bị. Mời bạn qua đây. Đây, đây, đứng đây chờ luôn với Chi Dân nè. Đó. Cái bài này hát mà nhiều người chọn mình quá là hát không giống vậy. Tại vì này em hát đầu tiên á, cái em rung quá. Đúng rồi, áp lực đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn giới thiệu đi, bạn tên là gì? Dạ em tên là Huỳnh Đức Duy ạ. Tháo này ra, tháo này ra. Năm nay em 25 tuổi và em đang là ca sĩ tự do, thành viên trong nhóm nhạc Thi Chớp Bạc ạ. Ca sĩ tự do. Rồi hát được mấy năm rồi? Em hát cũng được khoảng 2 năm, mới 2 năm thôi. Ủa mà sao đi hát rồi mà sao lên sân khấu còn run quá vậy? Run là tại vì áp lực phải giả giọng. Áp lực hả? Dạ. Tại vì em giả em phải gắng làm cho sao cho nó giống á. Và trước khi mà vô nhạc cái mình để mình nghe xong rồi cho nó giống tới chừng mà nhạc vô cái mình lại bất ngờ hở cái mình vô mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ trước khi mình dừng lại và mình gặp nhau ở vòng thứ 5. Vòng thứ 5 là cái vòng hát chung á. Chứ thật ra không có thi. Dạ. Thì bây giờ mình có thể nào hát tặng bài được không? Để gửi tặng đến mọi người, anh Trường Giang, anh Chi Dân cũng như tất cả khán giả và ban giám khảo các bạn. Ở đây thì em xin gửi đến mọi người một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Bài hát này mang tên là Vô Cùng ạ. Mời mọi người cùng lắng nghe. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe như trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên là bằng non. Em nghe gì không?
Xin cảm ơn nhiều lắm nhiều. Hay quá. Quá hay. Trời phiêu dữ vậy. Quá phiêu. Không được đâu anh, cái gì khó quá bỏ qua. Không bỏ thì tập thôi mà không được thì thâu chứ. Cảm ơn em nha, lát gặp lại. Như vậy là vòng thứ hai trong tất cả các vị khách mời, không ai tìm ra được Chi Dân. Không sao đâu, bỏ qua đi. Vòng sau nếu mà không tìm được nữa thì mới giận. Chứ vòng này thì cũng là chưa gì đâu. Bây giờ sẽ là tiết mục song ca để giải tỏa tâm lý cho các vị khách mời Chi Dân và Eddie Trần. Chắc có lẽ con tim ta nên dừng lại để lắng nghe xem người kia giờ đây đang muốn gì. Dẫu có lúc yêu đuối ta sẽ tìm về với nhau. Chưa lúc ấy ta nhận ra những gì ta đã trải qua chỉ là lãng phí thời gian của nhau. Giờ mới biết những cảm xúc trao nhau dở như là gió thoáng qua, xem như cơn gió vô tình để lại trong tim ta lại đây vô vàn nỗi đau. Nỗi đau ấy vẫn còn hẳn sau từng ngày đây. Để khi đó bao thời gian đã trôi qua nhưng mà sao vẫn còn đây là bao nhiêu nhớ. Có lẽ hôm nay đôi ta chỉ đến đây mà thôi. Cố gắng kiên trì chỉ làm cho nỗi đau giảm thêm. Anh đã hỏi với anh bao lần rằng nên không em anh sẽ thế nào. Kỷ niệm ta từng có với nhau giờ anh phải quên làm sao. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hai vòng vừa rồi đã trôi qua cũng không lấy gì vui vẻ lắm. Vòng thứ ba chúng ta tiếp tục tắt bớt đi một ô cửa, vị trí tiếp tục thay đổi. Và cũng xin nhắc lại cho các vị khách mời là chúng ta không hề có sự trao đổi gì ở đây cả. Cái lý do chính các bạn không đoán ra là không hiểu bạn mình. Và cái lý do thứ hai đó là có một người hát quá giống. Vậy thôi. Em thấy cái lý do lớn nhất ở đây là anh Giang hay chia rẽ nội bộ lắm. Anh đâu có chia rẽ gì đâu, tại vì tụi em không có tự tin. Bây giờ là một ca khúc do Chi Dân tự sáng tác. Chúng tôi sẽ chọn cho vòng thi thứ ba ca khúc dù người ta có đoán không ra mình vẫn anh không sao đâu. Có sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng chẳng lâu. Dẫu nơi đâu anh vẫn chạy đến để ôm chặt em. Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Bài này là sáng tác trong hoàn cảnh nào? Dạ, trong hoàn cảnh cũng thất tình đó. Cô khác nữa hả? Cô khác nữa. Cô biết mình yêu cô không? Cô biết. Cô vẫn không chấp nhận. Cô vẫn không chấp nhận. Rồi mình tự nói với lòng là anh không sao đâu. Dạ. Nhưng thực ra là trong tim anh bấy nhầy. À. Cái mỗi lần buồn thất tình là có bài hát. Thất tình xong rồi em mới biết được. Dạ như là chia tay xong cái đi về dưới mưa khóc rồi đó. Dạ. Nước mắt rồi ướt chẹp nhẹp bước vô cửa nhà. Vừa bước vô bà chủ nhà trả tiền nhà mày. Ồ là bắt đầu buồn. Tối đó nằm viết đúng không? Vậy luôn hả? Đâu có vụ trả tiền nhà đâu. Anh chế thêm cho nó kịch tính. Không mà không có, hồi đó anh cũng hay bị đòi tiền nhà lắm. Ai mà không vậy? Năm trước đúng rồi. Ai mà không vậy? Anh cũng ở tỉnh lên đúng không? Ừ. Cũng ở nhà trọ, em cũng từng ở nhà trọ cho nên em cũng từng bị đòi. Anh đặc biệt là nhà. Anh đặc biệt là chưa có quận nào ở Sài Gòn chưa ở hết trơn. Ghê vậy. Bị sao? Đuổi phải đi chứ sao? Anh đừng có dụ Chi Dân nói nữa, hồi hết hơi hát rồi. Dụ người ta nói hồi hết hơi cái tụi tôi đáng sai. Tụi em yêu Chi Dân lắm anh hiểu không?
lo cho sức khỏe của chị Dân lắm, đúng không? Giữ sức đi, giữ sức đi. Đừng có để cho chị Dân nó bị hụt hơi nữa. Nha. Cho nên lỡ dòng này đó không đúng, cũng yêu nha. Ừ. Đó bây giờ vậy, kệ người ta dù gì cũng là khách mời. Một dòng tất cả sai, chưa phục. Dòng này tất cả sai, mới nhục. Mời chị Dân vào bên trong. Sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng chẳng đâu. Dẫu nơi đâu anh vẫn chạy đến đéo chặt em. Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì nhớ ai. Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai. Hạnh phúc bên ai tuy chẳng lâu dài, thôi thật xem như mình không ấy. Trên thế gian này đâu chỉ có một người con trai. Nhiều lần đã nói không sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đau. Lòng này đau lắm nhưng không thể nói hết cõi lòng. Anh mặc dù không tốt, nhưng tốt hơn người mà em yêu. Điều gì nơi anh làm em không thể yêu anh. Nhiều lần cùng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giận mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em. Anh vẫn tìm ngay em, không đơn giản chỉ vì yêu em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối anh chẳng sao đâu. Thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn kết thúc. Nguyễn Đình Vũ đã chọn vị trí nào hát không giống Chi Dân. Vị trí không dân thì theo em cảm nhận được là cái giọng số 4, lúc vô điệp khúc hát á, cảm giác hát không tới. Quỳnh Chi chọn vị trí nào hát không giống Chi Dân? Em thấy số 3 không giống nhất. Đức chọn số mấy không giống? Em chọn số 2 không giống nhất. Anh đó thấy không, anh làm rốt cuộc giờ gia đình mỗi người chọn số rồi, anh thấy không? Tới cái giọng này là bắt đầu thấy nội bộ hơi ly tán, không có sự đoàn kết rồi đó. Hãy đi chọn số mấy hát không giống? Quán chọn số 3. Em thì em đoán là số 3, chắc chắn luôn. Minh, Châu. Sau khi mà nghe thật là kỹ luôn thì em nghĩ là số 4 sẽ là giọng ca không giống Chi Dân nhất. Bây giờ hỏi Minh Sù là Chi Dân đang đứng ở đâu? Chi Dân sẽ ở vị trí số 2. Sai. Số 2 là không giống nhất. Số 4 là không giống nhất. Số 1 là Chi Dân. Số 1 là Chi Dân. Đúng, tôi nghe cái hơi tôi biết. Cái gì? Số 1 là Chi Dân. Một là Chi Dân. Để hỏi Hằng lắm, có mà Hằng nó không hỏi Hằng. Mất công rồi. Số mấy là Chi Dân? Anh ơi, thực ra thế này này, em thì em thấy số 1 và số 2 là không có sự chênh lệch gì hết. Nên là... Nhưng mà em nghĩ là Chi Dân là số mấy? Em chọn số 2. Gì kỳ vậy? Là hai người chọn số 2, còn tất cả là chọn số 1. Số 1 là Chi Dân, còn số 2 là không giống nhất. Không, em thì số 4 không giống nhất là số 4. Số 2 là Chi Dân, số 3 là không giống nhất. Không cần bàn cãi nữa. Nửa bài hát còn lại. Có sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng chẳng đâu. Giống đây đâu anh vẫn chạy đến đéo chặt em. Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì nhớ ai. Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai. Hạnh phúc
bên ai tuy chẳng lâu dài, hay thực sự những ngày trên thế gian này đời chỉ có một người con trai. Nhiều lần ta nói không sao nhưng đã biết bao lần tin em đã. Tốt hơn người mà em yêu. Điều gì nơi anh làm em không thể yêu anh? Nhiều lần cũng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ dần mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em. Anh vẫn tìm về em, không đơn giản chỉ vì yêu em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối anh chẳng sao đâu. Anh vẫn tìm về em, không đơn giản chỉ vì nhớ em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối. Anh Giang, anh đừng nói gì hết. Anh Giang à, anh đừng nói gì hết. Hằng, đứng lên em. Chi Dân, Hằng xù xin lỗi Dân. À như vậy, à như vậy. Đúng rồi nha, đúng rồi. Đúng rồi. Mãi yêu vỗ tay cho hai đứa tôi, dạ vâng. Dạ. À. Không, nhưng thực ra thế này này, em chỉ là đoán sai cửa Chi Dân đứng thôi, nhưng mà ôi, em vẫn đoán là số 3 không phải là giọng của Chi Dân mà. Vẫn còn ngoan cố à? Ngồi xuống đi, bơi bớt nói dùm cái này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bình chọn. Có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi giọng ca? Xin mời. Có 25 lượt bình chọn dành cho vị trí số 4. Hai mươi một lượt bình chọn dành cho vị trí số 3. 2 vị trí số 1 và số 2. 23 bình chọn và 31 bình chọn. 31 bình chọn thuộc về Chi Dân là điều không xảy ra, thuộc về vị trí số 2. Và Chi Dân mang về 23 lượt bình chọn. Và bây giờ chúng ta tạm thời chia tay vị trí số 2. Đó, giao lưu với nhau đi, đứng đây, đứng đây, đứng im, đó. Em thích anh lâu lắm rồi. Trời dạ ơi. Em cũng thích MC lắm luôn á. Bây giờ giới thiệu tên tuổi đi. À, dạ, em chào anh Giang, em chào anh Chi Dân và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ. Em tên là Khánh Minh ạ. Dạ, em 23 tuổi và hiện tại em là ca sĩ tự do ạ. Quê đâu? Dạ, quê ở miền Tây ạ, Cây Lậy Tiền Giang ạ. Cây Lậy ạ? Dạ. À, đi hát mấy năm miền rồi? Tây, chung miền Tây với mình đó, mình cũng là người miền Tây. Cũng là Giang nhưng mà không phải là Tiền Giang mà là Kiên Giang. Em Kiên Giang. Chi Dân Kiên Giang. Ừ, đây là Tiền Giang. Dạ, em mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật năm rồi. Em đi hát cũng được 2 năm. Rồi mình có làm cái gì thêm ngoài việc đi hát không? Dạ, lúc trước thì em có đi làm thêm nhưng mà thời gian sau này thì em tập trung vào ca hát để nó có tác dụng hơn, nó có kết quả nhiều hơn. Cảm ơn mình rất nhiều ạ. Thật sự ra thì tất cả các bạn thí sinh khi mà tham gia ca sĩ giấu mặt thì Minh Xù nghĩ rằng là các bạn ấy rất là tài năng, thể hiện cái giọng ca của bản thân mình, thì tự nhiên đúng ngay bài tủ tôi mê quá, tôi lên hát chung. Một tràng hỗ tay cho Minh được không ạ? Chúc em thành công nha. Thank you. Cái bài vừa rồi là tập lâu chưa hay là mới tập hay là hát nhiều rồi? Dạ cũng một trong những bài tủ của em giống như anh Minh Xù luôn ạ. Cảm ơn em đến với chương trình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai bạn này nha. Bây giờ em giới thiệu trước đi. Xin chào mọi người, em tên là Từ Trấn Minh, em sinh năm 94 và hiện là ca sĩ tự do. Rồi hát lâu chưa? Dạ chưa, em chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát. Trời ơi, bữa nào gặp anh Dân chỉ vài chiêu. Chỉ đóng hại được không? Thôi để kịp đi em. Bây giờ đến với chương trình, trước khi mình vào cái vòng cuối cùng thì mình hát giao lưu với mọi người. Em hát bài gì?
xin gửi tặng mọi người một ca khúc mà em rất là thích, đó chính là bài Mơ. Khi mà em rời xa vòng tay của riêng anh, chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi anh nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi anh lặng lẽ chôn dấu bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau, tháng tháng anh chẳng màng, anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ rằng tự nắm đôi tay anh mơ màng hình dung em đang trốn đây. Tự hé đôi môi anh mỉm cười hình dung em đang ôm anh lúc này. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói. Mình anh vẫn trong vườn bên thân nhớ anh thương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế. Mình anh mỗi đêm dù anh cảm giác mơ có em về, dù mai đây anh thấy anh yêu em. Mình anh vẫn riêng anh trong đời vẫn đứng trên cao vai vợ, thời gian nhẹ không vết thương anh. Mình anh bên tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên chưa mọi lần nói. Mình anh vẫn trong vườn bên thềm nhớ hai hương tóc mềm, thấy không gian dài rộng thế. Mình anh mỗi đêm dù anh vào giấc mơ có em về, dù mai đây anh thấy anh yêu em. Mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi. Mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Cái bài này là các anh chị ở đây cũng rất là thích. Và em tập bài này có lâu chưa? Như em giới thiệu thì bài này là bài em thích nhất, cho nên là em tập rất là lâu rồi. Bây giờ thoải mái đúng không? Đợi chút xíu, bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai thứ hai, cái chàng trai mà làm cho tất cả mọi người đều nhầm lẫn. Em hãy giới thiệu đi. Và trước tiên thì cho em gửi lời chào đến chú Trường Giang cũng như là anh Chi Dân. Cái vụ này được nha. Chú anh Chi Dân và chú Trường Giang kìa, thấy ghê chưa? Cái vụ này em chịu nè. Thì mình già thì người ta gọi bằng chú có gì đâu. Dạ, con tiến tới, con đến từ Long An rồi. Tên gì con, tên gì con? Dạ tiến tới chú. Dạ năm nay con 18 tuổi rồi. 18 tuổi hả? Dạ. Con tiến tới. Con tiến tới mọi lúc mọi nơi nhưng mà trừ đèn đỏ nha con. Và bây giờ hát gì con? Dạ con xin hát bài Anh Khác Em Khác của nhạc sĩ Khắc Việt. Anh rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến.
Và khi anh xa đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Và dường như anh yêu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh yêu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh xa đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Rồi ngoài ra thì cái bài mà hát giống Chi Dân nhất là bài gì? Dạ là bài Sự Thật Sau Một Lời Hứa. Dạ. Vậy là chắc là đây là tủ rồi, bài nào của Chi Dân cũng biết đúng không? Dạ con nghe nhạc của anh Chi Dân từ lúc mà mất trí nhớ đến giờ. Trời ơi. Rồi em ơi, ca này khó, ca này khó. Nghe từ lúc mất trí nhớ tới giờ chưa nhớ được cái gì nữa. Khoan, tội nghiệp bé. Tức là nhạc này dành cho những người không nhớ gì, là đó mình bị té hay là bị gì. Rồi bây giờ hát nha. Vòng thứ tư này khó hơn những vòng khác. Tập trung, hát thật hay, thật giống. Sẵn sàng, xin mời. Ở vòng này chúng ta tiếp tục bớt đi một ô cửa, vị trí tiếp tục thay đổi. Chúng ta lắng nghe và bình chọn cho cái giọng ca mà chúng ta nghĩ rằng đó là Chi Dân. Không cần phải cãi cọ ai đúng ai gì, hãy tìm ra Chi Dân. Ca khúc được chọn mang tên Điều Anh Biết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù xa sâu thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Cái MV vừa rồi là cũng được đầu tư cũng nhiều nha, cũng sáng sủa. Đó, cái bài này có vũ đạo nữa hả? Có vũ đạo, có vũ đoạn trống nữa. Mình tập lâu không? Dạ lâu anh, dạ tầm trong vòng tuần đó, mới xong bài á. Cái MV này lúc mà ra thì được rất nhiều người xem trên mạng. Dạ đúng rồi. Rất nhiều lượt yêu thích. Dạ, cái này em tự xuất tiền túi em làm á. Tự bỏ tiền túi ra làm, dạ. Còn mấy cái kia là có người cho hả? Cái kia cũng không có ai cho hết, có cái có được không em thì được nhiều nhà tài trợ thôi. À, cái này tự mình làm hết, tự mình bỏ tiền, tự mình sản xuất. Dạ, em thích gì em làm đó thôi. Đúng rồi, nhiều khi em thích gì thì em cứ làm tất cả những gì mà em có thể. Nói chung là cố gắng hết sức mang đến những gì tốt nhất, đẹp nhất dành cho khán giả là được. Hay á. Lượt bình chọn của một trong hai cậu kia mà cao hơn lượt bình chọn của em thì lượt bình chọn đó sẽ nhân với 2 ra giá trị tiền thưởng. Nếu như em được 20 bình chọn mà cái cậu nào đó được 30 thì cậu đó được tới 60 triệu lần. Còn nếu em 30 mà cậu có 20 thì cậu chỉ nhân 1 là được 20 triệu thôi. Mình làm sao mà người ta được thêm chút tiền thì tốt chứ có gì đâu. Dân không hiểu là em hát cho đừng có giống đúng không? Hát cho giống đó, trời ơi. Đó là giúp cái bạn kia cho có tiền nhiều hơn. Đúng rồi. Còn em thì mất mặt. Hay quá. Hey. Anh nói nè, anh nói câu này nè. Anh biết em 5 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em nói có hai chữ mà có duyên á. Lần đầu tiên luôn. Không sao cả. Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Còn như Hằng, Minsu chưa trúng lần nào thì không bao giờ có lần sau trúng nữa. Thôi đừng nói gì nhiều, mời vào bên trong. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời. Đây là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo
trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây, em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay, yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin muôn đời đây được che chở em. Bình chọn bắt đầu. Thời gian mình chọn kết thúc. Ba vòng đầu là chọn cho vui thì chọn đúng, mà bây giờ vòng này cái luật là chọn cho trúng thì chọn sai mới là cay đắng. Huynh Chi, sao anh hỏi em đầu tiên? Hỏi đầu tiên hỏi cuối có gì khác biệt? Em trả lời đi. Chị Dân đang ở đâu? Đức im. Không, em nghĩ là nên hỏi hàng biển bông trước. Đúng đi đúng tại rồi. Vì hàng hoang mang từ nãy tới giờ. Rồi rồi rồi, để hàng trả lời sau là hàng sẽ trả lời theo. Đúng mọi người đó nha. Anh nghĩ vậy. Rồi, hàng biển bông cố lên em. Chi Dân đang ở vị trí số mấy? Em có một chút hoang mang giữa cửa số 1 và cửa số 2. Em là hoang mang chà bá lửa luôn chứ chút gì. Cửa có Chi Dân đó chính là cửa số 2. Quỳnh Chi, tự nhiên hồi nãy em tự tin mà giờ tự nhiên sao em hoài hoài vậy đó? Chưa dòng nào em tự tin hết á, em toàn nghe theo người ta thôi. Anh nói vậy thôi nhưng mà thực ra từ dòng đầu đến giờ không có em không có nghe ai đó. Em nghe theo sự linh cảm của mình thôi. Hãy nghe con tim mình. Vâng, và em thấy là em chính xác một vài lần nên em tiếp tục tin vào linh cảm của em một lần nữa. Hãy làm điều đó đi. Dạ, số 1. Minh Sù, Chi Dân ở vị trí số mấy? Hai cái người mà hát đồng đều giống Chi Dân nhất là số 1 và số 2. Và em nghĩ Chi Dân đang ở vị trí số 1. Vũ, Chi Dân vị trí số mấy? Cái bài Điều Anh Biết này là một tay em hòa âm phối khí. Em cũng là người thu âm ca khúc và nắng nót cho Dân. Mà giờ đứng trước ba cái cửa này em cũng không thể hình dung được. Nhưng mà em xin nói được cái nỗi lòng của mình. Mời nói. Khi nghe cửa đầu tiên, số 1, lòng em quyết đoán 25% đây là Chi Dân. Mới có 25%. Cửa số 2 tiếp tục là 25% là Chi Dân. Là em dành 50% còn lại cho cửa số 3 chính là Chi Dân. Nhưng mà xui xẻo cho bạn số 3 là bạn đã có một chỗ bị tuột hơi. Và không phải ca sĩ thì không thể bị tuột hơi. Cái tuột hơi đó vẫn rất là bình thường. Cho nên số 3 nè. Số 3, cảm ơn em. Anh Đức. Khoan, bây giờ là tới luôn Eddie Trần cũng từng phối khí và thu âm cho Chi Dân nè. Bây giờ cho nói trước luôn đi. À, rồi, cho nói trước luôn đi. Còn em thì lâu lâu ngủ chung với Chi Dân thôi. Cho nên là để nói sao. Khi mà cái phòng số 1 vang lên á, thì em với anh Đức đã nhìn nhau rồi. Thì cái số 1 công nhận là nó làm cho cái số 3 nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng mà em vẫn tin chắc mình là lựa chọn đúng khi mà số 1 là Chi Dân rồi đó. Đức cho mày. Ngay khi mà cái phòng số 1 cất tiếng hát lên, thấy cái hơi hơi yếu yếu mà cái giọng giống Chi Dân. Và khi mà số 2 vang lên cái là khẳng định luôn không phải là Chi Dân. Tại vì cái số bạn số 2 á, là hồi nãy mình lầm ở cái cửa số 5 á, hát rất là giống Chi Dân nhưng mà ở những cái đoạn cao thôi. Cái giọng mà nó cao sáng lên thì giống Chi Dân, nhưng mà cái bài này thì hát nó thấp thì cái bạn đó là lòi ra, là bảo đảm số 2 không phải rồi. Và khi số 3 hát lên cái nữa là thấy khẳng định lại một lần nữa số 1 là Chi Dân. 4 người số 1, 1 người số 2 và 1 người số 3. Ai đúng, ai sai? 3 nốt nhạc nữa thôi, xin mời. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mong ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời đây là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là
đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là cũng cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh hay. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em một xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ riêng một đời này được che chở em. Các bạn vỗ tay đứng được không ạ? Bing bong, hàng bing bong, no 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 no, lên giành mông ngựa. Nguyễn Đình Dũ, Nguyễn Đình Dũ, Nguyễn Đình Dũ. Bây giờ xin chào nhóm bè, tôi đã đau trong lòng rất nhiều rồi, đâu cần các người đâm vô. Bây giờ vậy nè, Nguyễn Vũ nói là cái bài này là Nguyễn Vũ hòa âm phối khí, sau đó thu âm luôn. Dĩ nhiên cái phần bè là làm luôn. Đang có một trường hợp Nguyễn Vũ giao cho đó ai đó làm, sau đó đem về đưa đúng cho người rồi, ta đó, đó, lấy đó. Cò lấy tiền, lấy cò đúng rồi. Ví dụ đặt người ta 7 triệu, chị Dân ơi bài đó anh phối khí 15 triệu, ăn gấp đôi. Tôi mới thấy tôi là nạn nhân. Vì sao là... đã từng vì, hả đã từng hả vì Nguyễn Đình Vũ là người hòa âm phối khí cho Trần Giang mấy bài remix, bây giờ mới biết là nghe cái nét nhạc nó kỳ kỳ. Sao có vụ đó nữa anh? Con tôi đẻ ra, tôi nắng nốt, tôi phối khí, tôi đoán tào lao. Đây là em tự tin như Nguyễn Đình Vũ nhiều nhất đó. Em tự tin nhất. Tại vì Nguyễn Đình Vũ phối bài này rồi thu bài này cho em luôn mà. Em sửa đi sửa lại mấy lần luôn á. Còn người phụ nữ đang che mặt kia nữa. Hàng bánh bèo. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, cái giọng tôi nhận không ra hả? Người ta chơi, người ta có nghe nhạc em đâu. Đó đi rồi, sai thì đã sai, không sửa được. Quan trọng là mình có chọn để chơi tiếp hay không thôi. Bây giờ sẽ là lượt bình chọn dành cho ba giọng hát. Năm mươi hai lượt bình chọn là lượt bình chọn cao nhất. Nếu một trong hai thí sinh này mang về 52 lượt bình chọn thì sẽ được bao nhiêu tiền? 104 triệu. Người mang về 104 triệu sẽ được một tấm vé vào bán kết. Và 52 lượt bình chọn đó đã thuộc về Chi Dân. Và dĩ nhiên ca sĩ chính không có tiền, nên nhớ có cơ hội vào bán kết sẽ tập luyện với Chi Dân. Nếu trong bán kết mà giỏi là một trong 4 thí sinh lọt vào chung kết thì sẽ gần hơn với vị trí quán quân. Trong hai vị trí này, thật sự vị trí nào cũng xứng đáng. Nhưng chỉ có một người bước vào bán kết. 26 lượt bình chọn đã thuộc về thí sinh ở vị trí số 2.
2. Bây giờ vậy, bây giờ á, đặc biệt á là ngày hôm nay là có ba mẹ và anh trai là gia đình đi theo, nhờ cái sự ủng hộ đó mà được cái giải thưởng đây. Nó không nhiều tiền lắm nhưng nó là một cơ hội. Bây giờ cảm xúc của em sao? Nhờ sự thì em rất là vui và cảm thấy nó làm được một cái điều gì đó cho ba mẹ em. Tại vì lúc mà em đi casting rồi thì ba mẹ em vẫn luôn là người chở em đi từ dưới Tân An lên tới đây. Mà hôm nay mình được, nói chung là có một món quà tinh thần dành tặng cho ba mẹ em thì em rất là vui. Và bây giờ là món quà cuối cùng, chúng ta sẽ nghe tiếng hát của tất cả thí sinh và ca sĩ Chi Dân. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi của chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Chúc quý vị ngon giấc.